chiều 26 tháng 10 theo giờ Philippines, bình thường kết Miss Y Hoa hậu trái đất 2019 diễn ra tại Manila, Philippines. Tân Hoa hậu trái đất 2019 gọi tên người đẹp Nelly Pimentel đại diện Puerto Rico. Các giải Hoa hậu khác tương đương Hoa hậu, gồm Hoa hậu lửa là Belarus, Hoa hậu nước là Cộng hòa Séc, Hoa hậu không khí là Mỹ. Phương Khánh trao lại dương miện cho Tân Hoa hậu trái đất 2019. Người đẹp Puerto Rico bật khóc khi đăng quang. Chủ đề năm nay là The Isla Laura Bloom Anne và các thí sinh có phần khai mạc đầy sôi động khi diện y phục đủ màu sắc, xuất hiện theo châu lục và sải bước các quân trên sân khấu. Hoàng Hạnh đại diện Việt Nam diện bộ y phục lấy cảm hứng từ hoa sen với tông màu tiến thưởng nổi bật. Các thí sinh trình bày bikini. Sau phần trình bày áng tắm, toàn 20 được công bố, Nga, Chile, Guyana, Guam, Belarus, Portugal, Nhật Bản, Bồ Lan, Ghana, Anh, Thái Lan, Cộng hòa Séc, Mỹ, Philippines, Puerto Rico, Tây Ban Nha, Colombia, Netherlands, Nigeria, New Zealand. Dù đứng thứ 5 trên bảng quy chương nhưng Hoàng Hạnh không may mắn khi tên vào toàn 20. Tiếp đến, các thí sinh bước vào phần thi trang phục dạ hội. Đa số người đẹp đều chọn những bộ giấy dạ hội ôm sát, bổ tà cao để phô diễn lợi thế hình thể. Tuy nhiên, cũng có vài thí sinh gặp vấn đề trong quá trình di chuyển vì độ ôm sát và cầu kỳ của y phục. Tôi 10 Hoa hậu trái đất 2019 bước vào phần thi ứng xử, Nga, Puerto Rico, New Zealand, Chile, Mỹ, Netherlands, Belarus, Nigeria, Bồ Lan, Cộng hòa Séc. Toàn 4 Hoa hậu trái đất 2019, Belarus, Cộng hòa Séc, Mỹ và Puerto Rico. 4 người đẹp lần lượt bước vào phần thi trả lời câu hỏi và những người còn lại sẽ được đeo tai nghe để không biết câu trả lời. Toàn 4 trả lời câu hỏi từ ban giám khảo.